ta biết đấy, cái biệt độ bô xe ấy là bất cứ anh em biker, anh em chạy ở trong thành phố mà anh em chạy số thấp mà tua máy cao đi, tiếng bô nó sẽ rất là lớn và ảnh hưởng tới những người xung quanh. Này Phong. Nè, lên đăng ký kênh này nè. Nào. Nữ của em trong clip đó. À, Tony gì đi cấp gì đi lắc vậy? Chạy với tốc độ vừa phải là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh em
là trong số mà những người anh em đẹp vô và những em chạy xe mà trong phố mà gây ồn người ta đó, họ là những người cán bộ gia đình công an vân vân, họ sẽ phản ánh lên ở trong cái khu phố đó có một nhóm thanh niên hay có một thanh niên nào đó chạy xe vô ồn gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội vân vân, thì khi đó công an giao thông ở địa phương anh em sẽ ra các chuyên đề là xử lý gắt về việc đổ vô bắt vô vân 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 vân. Con lên đây con sẵn ghé đưa luôn cho nó dễ. Đây là chưa bật như được. Đúng rồi. Muốn lên cam không? Không mà. Người dám con buổi. Nè lên lên đăng ký kênh này nè. Nào. Nữa của em trong clip đó.
Tony gì à? Bi cớp gì bi lắc vậy? Ai mà hiếu? Hiếu chết liền. Lấy giấy rồi viết lên coi. Tìm gì ra liền à? Chú được nút bạc, nút vàng cho chú. Chưa đâu. Trăm ngàn súp mới có. Hoài rồi em ơi. Ủa như chú đó là người nổi tiếng hả? Mày khùng. Yeah. Nổi tiếng người ta là Mithy Red Nút nè. Xong, go về. Mình xin một đăng ký và một được like, share clip của mình nha các bạn.